Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, kể từ ngày 1 đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã liên tiếp thực hiện 46 chuyến bay vào trong và cắt ngang vùng thông báo bay Hồ Chí Minh do Việt Nam quản lý để xâm phạm vào quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trong đó, ngày 6 tháng 1 vừa qua, hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Còn cách đây 6 ngày, Trung Quốc đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, khi máy bay bay vào vùng trời có kiểm soát phải nộp thông báo bay, kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan và thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã không thực hiện các quy định này của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Và trong đó có những cái đường bay thuộc diện là nhộn nhịp nhất thế giới. Và cái mực bay tối thiểu của các đường hàng không có thể xuống là đến 4.000 mét. Trong khi các cái hoạt động vừa rồi của các tàu bay Trung Quốc đã khai thác cái mực bay từ 5.000 cho đến 8.000 mét. Và có những cái chuyến bay họ đã sử dụng cái độ cao lên đến 10.000 mét mà không thực hiện bất kỳ những cái quy tắc nào của quốc tế liên quan đến hoạt động bay, không nộp thông báo bay trước cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu của Việt Nam, khi thực hiện bay không thông báo bay, không thiết lập liên lạc thoại với cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu của Việt Nam, trong khi họ cắt thẳng ngang qua đường hàng không trên biển như vậy, với cái mật độ bay của những đường hàng không như vậy là nó uy hiếp nghiêm trọng đến cái an toàn khai thác bay trên Biển Đông. Đó, cụ thể là trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hoạt động khai thác bay bình thường ở trong khu vực. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết đây là vụ việc mới được phát hiện và chưa từng xảy ra trong những năm gần đây. Sau khi nhận được các thông tin về máy bay của Trung Quốc, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đã thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế để có các giải pháp đối với các máy bay gây uy hiếp an toàn bay, đồng thời thông báo cho các nước trong khu vực để phối hợp khuyến cáo và phản đối việc xâm phạm an toàn hàng không của Trung Quốc.